Trong buổi giao cờ hôm nay, Măng Non xin giới thiệu quý thầy cô và các bạn học sinh cùng lắng nghe chuyên đề Những kỹ năng sống giúp trẻ trở thành người có trách nhiệm. Ở xã hội hiện đại ngày nay, một số ba mẹ có điều kiện hơn nên thường quá nuông chiều con cái, khiến trẻ nghĩ rằng cả thế giới phải có trách nhiệm làm mọi thứ cho chúng. Và hệ lụy là trẻ sống thiếu trách nhiệm với bản thân và những người xung quanh, khi lớn lên khó có thể trở thành người hạnh phúc, thành công và có ích cho xã hội. Phải nói rằng, một trong những đức tính quan trọng ba mẹ cần dạy con ngay từ nhỏ, đó là tính trách nhiệm. Và để dạy con trở thành người có trách nhiệm, ba mẹ cần dạy con những kỹ năng sống quan trọng dưới đây. 1. Kỹ năng tự chăm sóc bản thân. Khi con còn nhỏ, hãy khuyến khích con biết tự vệ sinh cá nhân, tự rửa tay, rửa mặt trước khi ăn, tự chuẩn bị áo quần, sách vở để đi học, tự dọn giường ngủ, thu dọn góc học tập, đồ chơi gọn gàng. Trẻ con làm các việc đó một cách tự nguyện và hiệu quả, từ đó trẻ mới hình thành được tinh thần trách nhiệm cho những việc lớn hơn sau này. 2. Kỹ năng giữ gìn cơ thể khỏe mạnh. Khi có trách nhiệm với cơ thể, trẻ sẽ khỏe mạnh và biết sống tốt cuộc đời của chính mình và cũng như sống có trách nhiệm hơn với mọi người xung quanh, mọi việc mà con làm. Ba mẹ có thể thiết lập cho con thói quen thường xuyên tập thể dục, ăn uống lành mạnh, ngủ đúng giờ, đủ giấc. 3. Kỹ năng quản lý tài chính. Khi biết cách quản lý tài chính, con sẽ sống có trách nhiệm hơn, biết quý trọng và sử dụng hợp lý những đồng tiền mình có được. Hơn nữa là có kế hoạch tài chính và đầu tư thông minh, từ đó dễ thành công và hạnh phúc hơn. Tùy vào từng độ tuổi của con mà ba mẹ cần có cách tiếp cận để dạy cho con biết tiền là gì, dùng tiền vào những mục đích nào, cũng như cách tiết kiệm và sử dụng hợp lý. 4. Kỹ năng sống có mục tiêu. Ba mẹ có thể dạy cho con đặt ra và đạt mục tiêu bằng cách cho con tham gia nhiều hoạt động để dõi theo điều gì làm con thích thú, chú tâm tìm tòi, khám phá. Khi biết được điều gì hấp dẫn con, ba mẹ có thể cùng con xác lập những việc cần làm để thực hiện. Dần dần, con sẽ tự biết cách đặt mục tiêu và thực hiện chúng. Bằng cách này, con sẽ được trau dồi và rèn luyện kỹ năng, có trách nhiệm với những mục tiêu dài hạn và luôn cố gắng đạt được chúng khi trưởng thành. 5. Kỹ năng mặc quần áo đúng cách. Ngoại hình, cách ăn mặc rất quan trọng, nhất là trong những tình huống không có cơ hội làm lại, như khi đi phỏng vấn. Việc dạy con biết mặc quần áo đúng cách, phù hợp sẽ giúp con có ý thức trách nhiệm với ngoại hình của mình. Con biết ăn mặc phù hợp với từng tình huống, người mà con gặp khi lớn lên. 6. Kỹ năng bảo vệ bản thân. Bạn không thể ở bên cạnh con cả đời để bảo vệ chúng. Vì vậy, ngay từ khi con còn nhỏ, bạn cần chỉ hướng con thay vì làm giúp, bên vực, chiều chuộng để rèn cho con tính tự lập, kỹ năng giải quyết vấn đề. Từ đó con biết cách tự chăm sóc, bảo vệ mình khi lớn lên. Biết bảo vệ bản thân cũng là cách có trách nhiệm với chính mình và người khác. 7. Kỹ năng cư xử văn minh. Bạn cần dạy con biết giữ yên lặng nơi công cộng, biết bỏ rác đúng nơi quy định, biết nhường người khác khi cần, biết văn hóa xếp hàng, biết cảm ơn và xin lỗi đúng lúc. Con sẽ hình thành tính trách nhiệm đối với mọi người xung quanh và xã hội. 8. Kỹ năng làm việc nhóm. Kỹ năng làm việc nhóm sẽ giúp trẻ xây dựng tính trách nhiệm với các công việc mang tính lợi ích chung, không đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Ba mẹ có thể cho con tham gia chơi các trò chơi ngoài trời cùng bạn bè để con có cơ hội thích nghi, tương tác, học hỏi.